phải tự an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng khuyên người khác an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Thường chân chánh khen ngợi pháp an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, hoan hỷ tán thán người an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Phải tự an trụ bốn thánh đế, cũng khuyên người khác an trụ bốn thánh đế. Thường chân chánh khen ngợi pháp an trụ bốn thánh đế, hoan hỷ tán thán người an trụ bốn thánh đế. Phải tự tu tập bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cũng khuyên người khác tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Thường chân chánh khen ngợi pháp tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoan hỷ tán thán người tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Phải tự tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng khuyên người khác tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Thường chân chánh khen ngợi pháp tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, hoan hỷ tán thán người tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Phải tự tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, cũng khuyên người khác tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ. Thường chân chánh khen ngợi pháp tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, hoan hỷ tán thán người tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ. Phải tự viên mãn các bậc Bồ Tát, cũng khuyên người khác viên mãn các bậc Bồ Tát. Thường chân chánh khen ngợi pháp viên mãn các bậc Bồ Tát, hoan hỷ tán thán người viên mãn các bậc Bồ Tát. Phải tự viên mãn pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, cũng khuyên người khác viên mãn pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Thường chân chánh khen ngợi pháp viên mãn pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, hoan hỷ tán thán người viên mãn pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Phải tự viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng khuyên người khác viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông. Thường chân chánh khen ngợi pháp viên mãn